Rồi, miễn chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc ngày thứ bảy cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha anh em. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 âm lịch. Thì tại thời điểm tháng 5 này á, mỗi khi mà dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 á, thì nhân gian thường hay gọi là nửa năm ha. Nhưng mà thực sự chưa được 6 tháng anh em. Từ đầu năm tới giờ chưa được 6 tháng, nhưng mà nhân gian hay gọi là nửa năm đi. Đó, trên trong cái việc mà chăm sóc cây những cây mai vàng mà để cho hoa trong những ngày Tết sang năm mới á, thì có nhiều anh em mà mới tập chăm cây á hay lúng túng ở cái chỗ mà cũng nghe rất là nhiều thông tin là người ta thường xuống lá giữa năm ha, thay cái bộ lá mới để Tết nó sẽ có hoa, nó cũng đạt chất lượng hơn chứ bộ lá cũ nó xấu quá. Và cũng có rất nhiều anh em nhà vườn cũng có quan điểm như vậy ha. Và trong thời gian vừa rồi á, trong mấy ngày vừa qua thì có khá nhiều anh em hỏi mình là có cần xuống hết lá mai hay là không, hay là tại thời điểm bây giờ mình làm những gì cho mai vàng ha. Rồi có những câu hỏi là có cần vô dây uống sữa cho những cây mai chơi hoa Tết vào thời điểm này hay không, hay là tháng nào mới là thích hợp. Thì clip này mình sẽ giải quyết một số vấn đề này nha. Thì nếu như anh em đã hỏi thì mình chỉ trả lời ở cái phần chủ quan của mình thôi nha nè. Cái cách làm của mình là như vậy, còn anh em thấy hợp lý thì làm theo, còn thấy những cách làm của những anh em nhà vườn khác hay hơn thì anh em có thể tham khảo thêm ha. Mình thì mình thường giữa năm vào thời điểm này thì có thể những cây nào mà rậm rạp quá thì mình thường bẻ bỏ bớt khoảng 20% những ngọn lá ở phía trong, những ngọn lá chân á, những ngọn lá xấu nè, nó hư nè, rồi có thể là ở trong nó mang cái mầm bệnh nữa, tại vì thời điểm này cũng ra mấy cơi đọt rồi ha. Thì có thể bên ngoài mình thấy vậy, nhưng bên trong á, những cơi lá của đọt đầu á, của cái cơi đầu tiên á, thì nó thường nó nhỏ, nó xấu nè, và những cái lá đó thì hình như không ôm nụ, ít lắm. Tại vì đầu năm thường lá nó mất sức á, cho nên lá nó nhỏ, cho nên mình bẻ bỏ những ngọn lá chân ở bên trong để cho giúp cây nó thông thoáng hơn. Và những cái ngọn lá kia thì chắc là cũng không cần xài, cây cũng không cần đến. Và khi nó rậm quá thì mình phun thuốc á vào thì những chỗ này mầm bệnh nó nấp ở trong kia. Tuy là nó hại mấy lá này không sao, nhưng mà mầm bệnh nó ở trong kia thì mình diệt nó hơi khó. Cho nên là mình cần tẩy bỏ khoảng chừng 20% những ngọn lá xấu là nó như vậy ha. Chứ còn nếu mà đối với những cây mà tới thời điểm này nó quá xấu, lá chăm tới mấy cơi đọt là nó vẫn cứ xấu, vẫn cứ bị lá me hay các kiểu ha, hay là hoặc có những cây bị bệnh là gần hết cây, thì mình mới có thể là thay bộ lá mới thôi. Còn đối với những cây trung bình hoặc hơi khá trở lên thì không cần thay hết lá ngay nè. Đối với riêng mình là vậy. Còn cái việc vô dây á, thì bắt đầu từ tháng này cho tới tháng 7, tháng 8, tháng 9 luôn nữa thì anh em vẫn có thể vô dây bất cứ khi nào ha. Thì thích hợp thì anh em hãy vô dây. Cây này thì mình đã rong bớt lá rồi ha, và đang đi đọt non ha. Thì cây này lá tương đối tệ hơn những cây khác anh em, cho nên mình rong cũng hơi nhiều. Cũng có nhiều ý kiến của những anh em sau này thì nói là phải bẻ bỏ hết lá là tất cả các cây luôn ha. Thì cây nào cũng vẫn vậy, thì để thay bộ lá mới thì nó sẽ có hoa nhiều hơn trong những ngày Tết. Rồi cũng có một số anh em mấy năm trước hình như mình có nghe một người nói là tới tháng 9 cứ bẻ bỏ lá hết đi, rồi Tết bông đầy đặc kẹo luôn. Và người ta nói có những nhà vườn người ta bẻ như vậy mà cây của người ta quá đặc, không có đâu nghe nè. Tháng 9 bẻ bỏ lá hết thì làm gì có bông đặc kẹo. Nhưng cũng có những anh em thì không cần bẻ cái gì cả. Nhưng mà theo mình thì nên rong bớt lá chân, lá xấu, lá hư. Cũng có khi có những lá mà nó nhiễm mầm bệnh luôn nghe nè. Đốm lá hay là rỉ sắt rồi nó nấp bên trong, mình phun nó không hết. Thì đó là cần loại bỏ để cây thông thoáng là nó như vậy ha. Còn anh em không muốn bẻ thì cũng được, mà phun thuốc phải kỹ hơn mới được. Trên sân mình thì chỉ chăm đủ chăm khoảng chừng mười mấy cây như thế này thôi ha, để mình chơi hoa Tết thôi, chứ mình không có nhận cây về chăm thêm nghe nè, tại vì quá chật. Mình chỉ đi chăm vườn
cho các nhà vườn ở gần cũng như ở xa, đi tỉnh mình cũng có đi nghe nè. Nên ở nhà chỉ chăm một số cái này để quay để nói chuyện với anh em, làm biết với anh em cho vui thôi, chứ không đủ chỗ để nhận chăm thêm cây ha. Thì mình cũng có suy nghĩ là sẽ tìm vài trăm mét, ít ít thôi, mét đất để mà nhận cây về chăm, làm ở nhà luôn, chứ không đi tới đi lui đi tỉnh này kia, nó tương đối là xa, có khi mình đi 5-7 ngày mới về nghe nè. Nhưng mà vợ mình thì nói là chưa được, vì trước khi muốn mua ít vài trăm mét đất thì phải mua vé số đi mới được. Những cây mà nó ra chi như thế này thì anh em vẫn có thể vô dây để chỉnh sửa, kéo qua những chỗ trống rồi ha. Còn những tược mọc từ thân này mình cũng có thể loại bỏ được rồi, thì rảnh lúc nào làm lúc đấy. Còn việc rong lá thì theo mình thì vui vui tay mình đi chút, mình thăm cây rồi mình tiện tay mình bẻ một mớ một mớ rồi đó, thấy những ngọn lá xấu rồi đó. Đây thì cũng có bọ trĩ tấn công nè, phòng thì phòng ha, nhưng mà không phải những nhất 100% đâu, thì phòng được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Đó là những việc mà mình cần chăm chút cho cây mai mình đẹp hơn thôi, chứ còn phân thuốc thì mình vẫn cứ có lịch trình ra vài ba ngày, mình có clip mình làm cái gì thì mình đều ra clip để gửi đến những anh em mà chăm cùng nhịp với mình hết rồi ha. Thì những cây mình như thế nào thì mình cũng quay để anh em xem thôi. Thì có vài việc nhỏ như vậy để muốn chia sẻ đến những anh em mới tập chăm mai vàng thôi. Bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây nghe nè. Anh em xem clip á, nếu thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc mà chăm sóc mai vàng ở thời điểm tháng 5 âm lịch này á, thì vui lòng cho mình xin một like ha, để giúp cho clip được YouTube đề xuất nhiều hơn, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chăm cây hơn ha. Thôi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.